Tiền lương đi liền với năng suất lao động, tiền lương của công nhân tối thiểu nó phù hợp với khu vực và quốc tế, đặc biệt là một số nước ở châu Á của chúng ta. Và đặc biệt tiền lương đó nó còn cạnh tranh rất gay gắt trong thu hút đầu tư vào Việt Nam. Cho nên sau khi cân nhắc đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tăng 14%, có một số người nhiều thành phần khác nó từ chỉ tăng lên 6%, và có nhiều ý kiến chỉ tăng lên 10%. Trước tình hình trên, Hội đồng Tiền lương Nhà nước đã cùng với các cơ quan có chức năng thảo luận với Công đoàn Việt Nam đã quyết định nâng lương năm nay là tăng lên 12%. Và mức tăng như vậy là hợp tình hợp lý, có xét đến những cái yếu tố đời sống vật chất tinh thần của công nhân Việt Nam, và đó thì sự quan tâm của Đảng Nhà nước, của công đoàn đối với tình hình công nhân hiện nay. Và chính cái áp dụng mức lương tăng thêm 12% đó trong lương tối thiểu khu vực, cho nên có thể nói góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống của công nhân. Và chúng tôi xin nhắc lại, vừa qua mức tăng đó đã làm cho đời sống công nhân ở mọi miền của Tổ quốc chúng ta, đặc biệt những khu kinh tế trọng điểm như tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương có đời sống tốt hơn so với năm trước. Bởi vì cái gì? Đó có quan trọng là chúng ta, nhà nước đã giữ được cái mức bằng giá, không phải tăng cao, không có lạm phát, cho nên ý nghĩa thực tế của đồng lương tốt hơn là cái tiền lương tăng cao nhưng mà lạm phát cao. Năm nay lạm phát chỉ có năm 2015 lạm phát 0.63% thôi, thì quốc hội cho phép lạm phát 5%, mà lạm phát chỉ 0.63%, chứng tỏ mức sống tăng lên 0.63% lạm phát mà tiền lương tăng lên 12%, thấy cái tốt các bạn. Cho nên đây là cố gắng rất lớn, mà cho chúng tôi hiểu rằng đời sống công nhân một bộ phận còn nhiều khó khăn mà nhà nước phải tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa. Mời một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa để hứa hẹn cái mức lương sẽ cải thiện và bạn sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn như mong muốn của mình. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng, và bây giờ thì chắc có lẽ là rất là nhiều những ý kiến khác của anh chị em công nhân đến từ các tỉnh thành phía Nam sẽ gửi đến Thủ tướng trong chương trình ngày hôm nay. Được mời ý kiến tiếp theo ạ. Lúc này Phương Hiếu sẽ ngay lập tức di chuyển qua bên đây để chào đón một anh công nhân sẽ đặt câu hỏi cho Thủ tướng. Câu hỏi khó hiểu dễ và... Kính thưa Thủ tướng, em tên là Trịnh Anh Tuấn, đang làm tại công ty Hải Mỹ ở Bình Dương. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có một cái câu hỏi, mặc dù biết là có thể là cũng khó nhưng mà cũng muốn gửi tới Thủ tướng. Kính thưa Thủ tướng, thì vừa rồi cũng như Thủ tướng mới chia sẻ về vấn đề mà điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng hàng năm cho người lao động, thì cái điều này thì người lao động chúng tôi cũng rất là vui mừng. Nhưng xin thưa Thủ tướng rằng mỗi một năm, mỗi một kỳ mà chúng ta điều chỉnh về tiền lương tối thiểu vùng á, thì cái giá cả thị trường nó cũng là đi theo. Và vấn đề mà điều chỉnh cho cái giá cả thị trường tăng như thế này thì đó là một cái nỗi lo của chính người lao động như chúng em. Bởi vì thực tế mỗi cái tiền lương lao động khi mà tiền lương tối thiểu vùng mỗi khi mà điều chỉnh thì nó cũng không được là bao nhiêu, nhưng cái giá cả thị trường mà điều chỉnh lên á, cái tăng lên á, thì hàng năm thì ví dụ như là tiền lương điều chỉnh vào tháng 1 thì khoảng đầu tháng 2 thì người lao động chúng em mới nhận được. Ấy, nhưng mà cái giá cả thị trường bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 thì họ đã tăng rồi. Đấy, thì qua cái vấn đề qua cái buổi ngày hôm nay thì cũng không biết là Thủ tướng hay Chính phủ có cái biện pháp gì để mà giúp cho người lao động chúng em bớt đi những cái mà khó khăn trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng. Trở lại sân khấu chính với chị Ngọc Như và Thủ tướng ạ. Tôi xin nói luôn như tức là tôi nêu á, trước hết để đảm bảo mức sống công nhân thì trước hết nhà nước giữ chỉ tiêu lạm phát không được tăng, tức là mức bình ổn giá phải cao, mà khi có giá cao xuất hiện thì nhà nước sẽ có giải pháp cần thiết để bình ổn giá. Nhưng mà tôi xin nói lại với các bạn rằng vừa rồi chúng ta năm 2015 lạm phát chỉ 0.63%. Năm nay tiền lương tối thiểu vùng tăng lên 12%. Mặt thứ hai rất quan trọng đó là nhà nước hệ thống cung ứng dịch vụ bán lẻ đáp ứng mọi nhu cầu. Từ xà phòng, xà bông đến gạo, đến thực phẩm cho đến
những mặt hàng thiết yếu các công dân, không để thiếu hàng, để không để tâm lý lạm phát, không để kích giá, không để tư thương mà ép giá công nhân. Cho nên cái việc mà các tỉnh khu vực trung tâm ở phía Nam tổ chức hệ thống bán lẻ tốt, cung ứng tốt, thực hiện tốt những cái chợ ở siêu thị, rồi cung ứng những mặt hàng thiết yếu công dân đầy đủ, không đến tăng giá là rất quan trọng. Cùng với hệ thống bán lẻ tốt thuận lợi, cùng với việc giữ giá ổn định, cùng với việc tăng lên 12% lương tối thiểu vùng để góp phần giải quyết đời sống công nhân, thì chúng tôi xin ghi nhận rằng nhà nước phải có biện pháp giữ giá tốt hơn, nhà nước phải cung ứng hàng quá nhiều hơn, và đặc biệt có nhiều điểm bán lẻ, nhiều chợ văn minh hơn, để công nhân khi tăng ca về nhà có thể ghé được những chỗ thuận lợi nhất để mua bán hàng hóa tốt nhất. Và mặt khác sẽ giải quyết lương kịp thời đúng quy định để cái thực chất của người công nhân được lĩnh đúng theo tiêu chuẩn nhà nước quy định. Điều này sẽ những biện pháp đồng bộ như vậy sẽ góp phần cho giữ giá cả và tăng mức lương, đảm bảo ổn định cuộc sống của người công nhân. Đặc biệt là chúng tôi muốn lưu ý cái việc mà tăng lương trên cũng như cung ứng hàng hóa trên một phần, nhưng cái chính là bữa ăn giữa ca của công nhân đảm bảo tốt, để rồi đời sống tinh thần tốt, đời sống vật chất tốt, cùng với không được nâng giá, cùng với việc nâng lương lên 12%, nhất định đời sống công nhân chúng ta sẽ tốt hơn, đỡ hơn những năm trước đây. Rồi, một tràng vỗ tay rất lớn được không ạ? Nhất định đời sống công nhân sẽ tốt hơn, đỡ hơn những năm trước đây. Rất tuyệt vời, câu trả lời vừa rồi của Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa quý vị, Ngọc Như xin được phép mượn lời chào mừng của Thủ tướng lúc nãy là sự quan tâm của Đảng, Chính phủ dành cho anh chị em công nhân cũng như là các bộ ngành trung ương. Và ngày hôm nay Ngọc Như xin phép quý vị một tràng pháo tay để chào đón sự hiện diện của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Và lúc này đây thì có lẽ chúng ta sẽ chờ đợi câu hỏi tiếp theo đến từ các anh chị em công nhân. Vâng ạ, xin mời câu hỏi tiếp theo. Phương Hiếu sẽ di chuyển qua đây. Vâng, xin chào chị. Bây giờ là cơ hội ngàn năm có một để chị đặt câu hỏi trực tiếp cho Thủ tướng. Bình tĩnh, đặt câu hỏi to rõ ràng để Thủ tướng trả lời nhé. Xin mời chị. Kính thưa Thủ tướng, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu. Tôi tên là Trịnh Thị Mai Thanh, đến từ đơn vị công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Chinh Lưu Việt Nam thuộc khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An. Tôi xin được nêu câu hỏi cùng với Thủ tướng như sau. Với mức thu nhập như hiện nay, công nhân lao động chúng tôi có cố gắng tích lũy để mua được một ngôi nhà nhỏ, đó vẫn là mơ ước. Bên cạnh đó, việc gửi con ở nhà trẻ, trường mẫu giáo vẫn là vấn đề bức xúc của công nhân lao động. Vậy chính phủ có những giải pháp gì để giúp chúng tôi trong các trường hợp trên không? Xin hết và xin cảm ơn Thủ tướng. Một bà mẹ đang trăn trở về chăm lo cho đời sống, học tập và sinh hoạt của con em mình. Vâng, chị đại diện cho rất là nhiều những anh chị em công nhân khác có một cái trăn trở băn khoăn rất là chính đáng. Xin được mời Thủ tướng chia sẻ. Đúng như đồng chí anh vừa nêu đấy. Vấn đề nhà ở công nhân, vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo cho các cháu, con em công nhân là vấn đề còn nhiều bất cập tồn tại trong hệ thống các khu công nghiệp của Việt Nam. Mặc dù chính phủ đã có những cái quy định về vấn đề này, nhưng việc tổ chức thực hiện còn nhiều bất cập, làm cho đời sống thực tế của công nhân khó khăn. Con em không có chỗ học hành, rồi đặc biệt nhà ở gặp khó khăn. Thì hôm nay tôi ghi nhận ý kiến này và yêu cầu các khu công nghiệp, đặc biệt các tỉnh thành trong cả nước cần phải đặt vấn đề xây dựng các khu công nghiệp đi liền với xây dựng các khu nhà ở, xây dựng các thiết chế văn hóa khác, đặc biệt là nhà trẻ, nhà mẫu giáo cho con em. Chính phủ đã và ban hành một số chính sách như là chính sách ưu đãi về đất đai, chính sách nhà ở xã hội, chính sách cho vay với mức lãi suất rất thấp để hỗ trợ cho việc nhà ở và nhà trẻ, nhà mẫu giáo cho công nhân. Mặt khác, tôi đề nghị tất cả các tỉnh thành trên cả nước đẩy mạnh xã hội hóa, nhà nước hỗ trợ một phần để làm nhà trẻ, nhà mẫu giáo cho công nhân
để đảm bảo mọi công nhân công nhân đều có nhà trẻ, đều có nhà mẫu giáo, càng sớm càng tốt, đảm bảo các nhu cầu bức thiết hiện nay. Đừng để công nhân công nhân của chúng ta lao động cả ngày, thậm chí làm thêm ca mà con em của họ thất học, không có chỗ gửi các cháu, nhất là các cháu mẫu giáo mầm non. Đây là một nguyện vọng rất chính đáng. Đảng nhà nước ghi nhận ý kiến này và yêu cầu các tỉnh thành trong cả nước cùng với chính phủ phải làm tốt cái khâu này để hỗ trợ cho các công nhân Việt Nam. Vâng, với câu trả lời của Thủ tướng Chính phủ đã nhận những tràng vỗ tay vang dội, không biết là chị có hài lòng với câu trả lời này không ạ? Dạ, tôi xin cảm ơn Thủ tướng đã có tiếp thu câu hỏi của chúng tôi và sẽ có hướng giải pháp giúp cho công nhân chị em chúng tôi. Xin cảm ơn Thủ tướng. Thưa quý vị, một người mẹ đã an tâm hơn trong quá trình chăm sóc và nuôi dạy con cái của mình. Bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo, xin mời. Vâng, như thấy là có một cái cánh tay bên phải sân khấu, xin mời dạ, Phương Hiếu. Dạ, Ngọc Như nhớ bảo vệ Thủ tướng. Phương Hiếu sẽ tiếp tục, chúng ta cùng đến đây để có một câu hỏi cho một anh công nhân. Rồi, bây giờ anh sẽ đặt câu hỏi cho Thủ tướng, mà Hiếu muốn thắc mắc là câu hỏi của anh khó hay dễ, có làm khó Thủ tướng không ta? Dạ, dạ, câu hỏi của em thì rất là ngắn gọn nhưng mà nó cũng xúc tích trong thời điểm hiện nay. Ngắn gọn, xúc tích và cũng khá là quan trọng thời điểm hiện nay phải không? Bây giờ Thủ tướng đang lắng nghe và xin mời anh. Xin chào Thủ tướng, tôi là Nguyễn Tất Khang, đến từ công ty cổ phần dược phẩm Tifaco 15 Đốc Bình Kiều, phường 2, thành phố Mỹ Tho, trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang. Tôi xin đại diện công nhân lao động khu vực phía Nam hỏi đồng chí, có câu hỏi cho đồng chí. Thưa Thủ tướng, phần lớn công nhân lao động ở các khu công nghiệp đa phần là những người xa quê hương và ở trong cái độ tuổi thanh niên, vì vậy cái nhu cầu về vui chơi giải trí cũng như cái nhu cầu về văn hóa là rất là lớn sau những giờ làm việc mệt nhọc. Vậy Thủ tướng có cái giải pháp gì, cái định hướng gì để giải quyết vấn đề này? Dạ, câu hỏi xin hết, xin cảm ơn Thủ tướng. Bên cạnh làm việc thì cũng phải vui chơi giải trí để hung đúc tinh thần lại nữa. Dạ, xin mời Thủ tướng. Cái nhu cầu của mọi người dân, nhất là các công nhân, về văn hóa, về tinh thần, về thể thao là yêu cầu rất đúng, rất cần thiết, rất khách quan. Vừa qua chính phủ đã có một cái đề án để triển khai vấn đề này trên phạm vi cả nước, mà đặc biệt các khu công nghiệp tập trung. Có một số nơi đã làm được một số thiết chế văn hóa để phục vụ cho công nhân, như ở Vĩnh Phúc, như ở Bình Dương, như ở tỉnh Đồng Nai cũng đã có một số nơi làm tốt vấn đề này. Nhưng mà đây cũng là cái khâu yếu mà chúng ta chưa làm tốt trong thời gian qua. Mà tôi nghĩ rằng các đồng chí trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, rồi đồng chí bí thư của thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Đinh La Thăng, rồi đồng chí bí thư của tỉnh ủy Đồng Nai, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có mặt hôm nay cũng phải lắng nghe ý kiến này. Cái thứ nhất là trong hệ thống khu dân cư cần có một thiết chế văn hóa để phục vụ cho người lao động nói chung ở địa phương và đặc biệt là công nhân. Không thể chỉ có nhà ở mà không có thiết chế này, bao gồm cả nhà trẻ, nhà đi theo thể thao, khu vui chơi giải trí, công viên, thì sẽ tiếp tục trong quy hoạch phát triển sẽ làm cái vấn đề này tốt hơn. Bộ Xây dựng trong khi duyệt dự án các khu đô thị rồi các địa phương cần chú ý vấn đề này, đặc biệt các nhà thi đấu đa năng, bóng bàn, cầu lông và các hình thức thể thao khác đã được tổ chức phù hợp cho công nhân. Đây là một nhu cầu tất yếu để giải quyết vấn đề sức khỏe, đời sống tinh thần. Cho nên tôi cũng ghi nhận ý kiến này và yêu cầu tất cả các địa phương và giao cho đề nghị Tổng Liên đoàn Việt Nam để kiểm tra những cái đề án của chính phủ về việc xây dựng cái thiết chế văn hóa này, trước hết là các nhà văn hóa đa năng, những khu thể thao cho những các công nhân và đặc biệt các khu công nghiệp trong thời gian đấy. Tôi xin ghi nhận ý kiến này và coi đó là một cái tồn tại mà các địa phương cũng như cả nước chúng ta phải tổ chức thực hiện tốt chủ trương của chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ. Và như vậy riêng cái bản thân mình là một công nhân, với sự cam kết từ chính phủ và những chia sẻ từ Thủ tướng Chính phủ, thì riêng bản thân anh đã có thêm động lực tinh thần để lao động hăng say hơn nữa chưa? Dạ, rất là tâm đắc với câu trả lời của Thủ tướng, và thay mặt công nhân xin cảm ơn Thủ tướng, và xin mong rằng những cái lời hứa của Thủ tướng sẽ được áp dụng tốt trong thời gian sắp tới. Dạ, xin cảm ơn.
Một là vỗ tay thật lớn ạ. Vâng, xin cảm ơn anh. Vâng, và Ngọc Như nghĩ rằng là không chỉ giải đáp thỏa đáng cho anh chị em công nhân về nhu cầu vui chơi, giải trí cho anh chị em công nhân, mà ngày hôm nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến đây còn có đem một cái niềm vui. Tuy nhiên cái niềm vui này thì chút xíu nữa thì chúng ta sẽ được biết đó là gì. Điều này sẽ được bật mí sau chương trình. Còn bắt đầu không khí, Phương Hiếu đã thấy là anh chị em công nhân giơ tay bắt đầu sôi nổi hơn rồi, đặt câu hỏi cũng mạnh dạn hơn rồi. Và câu hỏi tiếp theo. Cánh trái ạ. Vâng, bên đây. Để xem câu hỏi lần này sẽ hướng về chủ đề gì để gửi đến Thủ tướng Chính phủ. À, xin chào anh giới thiệu về mình và đặt câu hỏi đến cho Thủ tướng ạ. Xin kính thưa Thủ tướng, kính thưa quý vị đại biểu, tôi là Phan Thanh Tùng, là công nhân lao động của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đến với chương trình Thủ tướng gặp gỡ công nhân lao động nhân dịp Tết Lao động 2016 hôm nay. Tôi xin thay mặt cho tất cả anh em công nhân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu muốn gửi đến Thủ tướng một câu hỏi như sau. Dạ thưa Thủ tướng, hiện nay thì có một số doanh nghiệp là không đóng bảo hiểm xã hội cho anh em công nhân lao động. Về cái vấn đề này thì gây không ít những cái khó khăn cũng như những cái thiệt hại đối với anh em công nhân lao động. Về cái vấn đề mà trước mắt thì những anh em công nhân lao động này muốn thay đổi công việc mới thì họ cũng không có thể vì lý do không có sổ bảo hiểm. Về vấn đề lâu dài thì họ không được hưởng chế độ hưu trí. Vậy tôi muốn hỏi Thủ tướng có những giải pháp gì để giúp cho những anh chị em công nhân lao động này, và có những cái biện pháp gì để bắt buộc những cái doanh nghiệp này phải đóng bảo hiểm đầy đủ cho anh em công nhân lao động. Tôi xin hết, xin cảm ơn Thủ tướng. Vâng, một câu hỏi rất hay và rất thời sự ạ. Xin vâng. Mời Thủ tướng. Câu hỏi này đúng là rất là sôi động trong thời điểm hiện nay. Chúng ta biết bảo hiểm xã hội là một trong ba trụ cột của an sinh xã hội. Để mỗi người sau khi hết tuổi lao động, về hưu rồi, thì vẫn được một sổ hưu để đảm bảo cuộc sống bình thường khi về già. Đó là quyền lợi cần thiết, thiết yếu của mọi người lao động chúng ta. Đảng, nhà nước và trước hết là Quốc hội và Chính phủ ủng hộ quyết liệt vấn đề này để có luật bảo hiểm xã hội mà đã được Quốc hội, Chính phủ đề nghị luật Quốc hội thông qua. Hôm nay chúng ta rất vui mừng là có đồng chí Nguyễn Thị Minh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng có mặt ở đây để chúng ta cùng giải quyết vấn đề này. Bây giờ trước hết là theo luật bảo hiểm xã hội thì tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh đều phải đóng bảo hiểm xã hội theo mức trích mà luật pháp quy định, mà tôi nhớ là đến 22%. Và phần lớn các doanh nghiệp của chúng ta, kể cả đầu tư trong nước và nước ngoài, đều thực hiện nghiêm túc cái này để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân khi về hưu, khi về hết tuổi lao động. Nhưng mà tất nhiên đúng như đồng chí nói là vẫn còn một bộ phận không ít là không chịu nộp bảo hiểm xã hội, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của công nhân lao động tại đó. Thì vừa qua luật bảo hiểm xã hội bổ sung đã đưa vấn đề này vào một cái điều luật quan trọng. Một là thanh tra kiểm tra đôn đốc thực hiện trong hệ thống công đoàn, trong hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam, của ngành bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội Việt Nam ở mọi nơi, mọi cấp. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng của công đoàn các cấp và ủy ban dân các địa phương để thực hiện đúng luật bảo hiểm đã được Quốc hội thông qua. Trong đó có một cái chế tài rất quan trọng, đó là nếu như đơn vị nào, doanh nghiệp nào không đóng bảo hiểm, chây bảo hiểm thì ngoài những hình thức xử phạt hành chính khác thì có thể phải ở tù đến 7 năm và phạt đến 3 tỷ đồng nếu không thực hiện. Đây là một chế tài nghiêm khắc để yêu cầu tất cả các doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi chính đáng công nhân. Chúng ta có ủng hộ biện pháp đó không ạ? Vâng, thưa quý vị, một câu hỏi nhận được những tràng vỗ tay thật lớn và câu trả lời thì những tràng vỗ tay vang dội hơn nữa để anh chị công nhân yên tâm hơn về chế độ bảo hiểm xã hội của mình cũng như các doanh nghiệp phải tuân thủ điều đó, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời, thưa quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn nữa được không ạ? Và chúng tôi tiếp tục muốn lắng nghe những ý kiến khác của anh chị em công nhân ạ. Để xem sẽ là những, vâng, một chị công nhân Phương Hiếu xin phép được mời chị Phương Hiếu và chị
Ngọc Như thì có vinh dự là đứng trên sân khấu nãy giờ, đứng rất là gần với Thủ tướng để có thể thấy gương mặt Thủ tướng, cảm xúc của Thủ tướng khi đến với anh chị em công nhân. Còn bạn thì không biết là khoảng cách như thế này có đủ gần hay là xa đối với bạn để có thể nhìn rõ gương mặt Thủ tướng à? Dạ, cháu xin chào Thủ tướng ạ. Với khoảng cách này thì cháu cảm thấy hơi xa nên cũng chưa nhìn rõ thấy Thủ tướng, thì cháu xin mời Thủ tướng để dành với chị anh chị em của công nhân đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, không cần bạn nói nhất lời thì Thủ tướng đã đến rất là gần bạn rồi. Và cháu xin chào Thủ tướng cùng quý vị đại biểu. Hôm nay cháu tên là Trần Thị Hằng Thu, hiện đang là công ty trách nhiệm hữu hạn Sang Dinh thuộc khu công nghiệp Đồng Xoài 2, tỉnh Bình Phước. Hôm nay cháu đến đây có câu hỏi xin được gửi đến Thủ tướng ạ. Dạ, thưa Thủ tướng, hiện nay bữa ăn giữa ca của anh chị em công nhân chất lượng rất thấp, thực phẩm thì thực phẩm bẩn thì được bán tràn lan trên thị trường, nên anh chị em công nhân rất lo sợ các doanh nghiệp bán những thực mua những thực phẩm không đảm bảo chất lượng để phục vụ bữa ăn cho anh chị em. Nên có biện pháp nào để kiểm soát được tình hình này? Con xin hết ạ. Con xin Thủ tướng, cảm ơn Thủ tướng ạ. Nhân cơ hội này bạn bắt tay Thủ tướng một cái, đứng sát bên chắc là hồi hộp quá đúng không? Một khoảng cách rất là gần với anh chị em công nhân đó quý vị. Một tràng vỗ tay nữa cho Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được không ạ? Cảm ơn đồng chí đã hỏi câu hỏi này. Vấn đề an toàn thực phẩm là vấn đề nhức nhối của xã hội chúng ta, được đảng nhà nước rất quan tâm. Mà chúng ta có xem TV biết cách đây vài hôm thì chúng tôi đã họp với tất cả bí thư tỉnh ủy, tất cả chủ tịch tỉnh trong cả nước này để thực hiện cái chủ trương an toàn thực phẩm cho toàn dân. Thì hôm nay công nhân ở đây đã phát biểu về an toàn thực phẩm của ban giữa ca, một vấn đề bức xúc của tất cả chúng ta và đặc biệt là người lao động. Một mặt tôi đề nghị công đoàn các cấp và giới chủ doanh nghiệp các cấp phải công khai hóa cái thực đơn hàng ngày, mức ăn hàng ngày, một ngày 10.000, một ngày 20.000, giữa ca bao nhiêu, thực đơn bao nhiêu, giá cả một cân thịt bao nhiêu, một cân rau bao nhiêu, để mọi công dân để giám sát cái giá cả đó. Đừng để thất thoát quá trình đi chợ, thất thoát từ cái việc mua bán, chế biến, ảnh hưởng đến cái chất lượng bữa ăn công nhân. Mà cái này phải thay đổi thực đơn thường xuyên, phải được kiểm soát thường xuyên để nâng cao cái bữa ăn giữa ca công nhân. Một nhu cầu bức thiết của công nhân, không có sức khỏe, thông qua bồi dưỡng dinh dưỡng, khó có thể tái thích lao động. Đây là vấn đề yêu cầu rất lớn mà đừng để bữa ăn giữa ca nó thấp xuống theo quy định. Một ngày 10.000, 15.000 thì phải thực đơn công khai hóa để mức sống đó. Mà chúng ta yêu cầu thứ hai rất lớn, đó là phải có nguồn thực phẩm sạch cho công nhân. Tức là cái việc đi chợ, mua bán ở căng tin, ở siêu thị, ở chợ phải đảm bảo vệ sinh an toàn cho công nhân. Mà chúng tôi đã nói, cái chợ đó, ông chủ tịch xã, ông chủ tịch phường phải chịu trách nhiệm. Cái siêu thị đó, ông chủ siêu thị phải chịu trách nhiệm về thực phẩm sạch để đảm bảo cho công nhân. Nếu như công nhân bị ngộ độc, thì các ngành chức năng phải điều tra là từ ngộ độc từ đâu để quy trách nhiệm những người có chức năng làm ảnh hưởng đến chất lượng của công nhân. Để giám sát cái việc này, thì tôi đề nghị công đoàn và các cấp, chính quyền các cấp phải ra tay vấn đề này. Nơi nào mà để thực phẩm bẩn, thì chính quyền địa phương ở đó, đảng ủy ở đó phải chịu trách nhiệm đến cùng để ảnh hưởng đến mức sống của người lao động, của công nhân nói chung. Cho nên tất cả chúng ta phải được giám sát, chính quyền phải được giám sát, phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước công nhân về đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm trước khi chúng ta đi vào chế biến. Nếu ai gây ra, người đó phải chịu trách nhiệm, kể cả hành chính và có thể xử lý hình sự nếu nơi nào vi phạm không an toàn thực phẩm cho người dân, đặc biệt cho các công nhân của chúng ta. Một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Những phát biểu rất là mạnh mẽ và cái bắt tay rất là thân tình. Bây giờ bạn đã tỏ lòng mong muốn các bạn nhìn thấy rõ gương mặt của Thủ tướng và được đứng gần như thế này thì bạn cảm thấy như thế nào? Dạ, hôm nay cháu thật rất là xúc động và rất là vui mừng khi được gặp chính thức Thủ tướng cùng việc bắt tay với Thủ tướng ạ. Con xin cảm ơn chú. Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn nữa quý vị. Rất cảm ơn Thủ tướng và có lẽ là chị Ngọc Như ơi, chị phải mau chóng mời Thủ tướng trở lại sân khấu. Và bây giờ thì cánh tay của anh chị em công nhân ở phía thành phố Hồ Chí Minh đang giơ lên. Xin được mời Phương Hiếu ạ. Đây, Phương Hiếu đã có mặt và kịp thời. Thủ tướng mới đi xuống để mà trả lời cho công nhân. Cho nên là mình đặt câu hỏi này nhẹ nhẹ xíu. Thủ tướng nghỉ mệt. Rồi, dạ, xin mời ạ. Dạ, kính thưa Thủ tướng. Tôi là Nguyễn Văn Khuê, công nhân công ty Domex, khu chế xuất Linh Trung, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa Thủ tướng,
trên nhiều kênh thông tin, các chuyên gia cho rằng khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương thì người lao động sẽ gặp nhiều thách thức và sẽ bị cạnh tranh về lao động nhiều hơn. Vì vậy, chính phủ có biện pháp gì để hỗ trợ công nhân nâng cao tay nghề nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và đảm bảo việc làm? Xin cảm ơn Thủ tướng. Xin mời Thủ tướng ạ. Rất hoan nghênh câu hỏi của đồng chí. Đất nước ta đã hội nhập sâu vào quốc tế, mà đặc biệt là kinh tế. Trong thời gian vừa qua, Đảng nhà nước chúng ta đã có nhiều văn bản, mà đặc biệt chính phủ đã ký nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Trong đó, từ mùng 1 tháng 1 năm 2016, chúng ta tham gia cộng đồng ASEAN, và sắp tới đây chúng ta sẽ tham gia Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP và các hiệp định thương mại khác có liên quan. Trong đó có một vấn đề rất quan trọng, đó là chúng ta không thể có một cái việc quan trọng là chúng ta di chuyển tự do cả pháp nhân và thể nhân. Tức là tôi nói một cách dễ hiểu, tức là cái người lao động từ Malaysia có thể đến làm ở Việt Nam, và ngược lại, người lao động ở Việt Nam cũng có thể đi các nước ASEAN và một số nước mà chúng ta ký hiệp định để lao động. Cho nên đầu tiên là cái thời cơ thuận lợi căn bản cho cái việc mà chúng ta tham gia các hiệp định thương mại tự do, tạo điều kiện cho cái lao động Việt Nam di chuyển tự do để chọn nghề nghiệp, làm ăn, nâng cao năng suất và lao động khi cần thiết. Nhưng mặt khác thì cái cạnh tranh của các lao động khác đến Việt Nam cũng rất đông. Và đi liền với nó là trình độ ngoại ngữ họ tốt hơn, trình độ tay nghề của họ được rèn luyện hơn, và tất nhiên họ có những trình độ đó lương họ sẽ cao hơn. Đây thực sự là một cuộc cạnh tranh không những các cấp bộ ngành, cấp địa phương, mà cả từng doanh nghiệp, từng người công nhân, từng người lao động. Chính vì vậy, lần nữa chúng ta thực hiện cái câu nói của Lenin rất có ý nghĩa trong ngày quốc tế lao động hôm nay, đó là phải học nữa, học mãi, học mãi. Và muốn như vậy, mỗi người công nhân chúng ta phải rèn luyện tay nghề, dành thời gian học tập, thậm chí cả ngoại ngữ nữa, để có thể hội nhập quốc tế sâu rộng, ứng phó với mọi tình huống, có nghề nghiệp giỏi, có kỹ thuật lao động tốt, có ý chí rèn luyện tốt, thì nhất định ở đâu, dù trên đất nước chúng ta hay là bất cứ nơi nào, thì người lao động vẫn được sử dụng tốt nhất. Chúng ta không có nghề nghiệp, không có hiểu biết tối thiểu, kỷ luật lao động kém, thì ở nước này hoặc nước khác thì đều không sử dụng chúng ta. Cho nên cái việc học tập rèn luyện tay nghề, nâng cao nghề nghiệp, giới chủ doanh nghiệp phải tạo điều kiện, các địa phương, nhất là những khu công nghệ như là công nghệ ở Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay có đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy Đinh La Thăng ở đây, thì tôi nghĩ rằng phải tạo điều kiện công nhân học tập, nâng cao tay nghề để ứng phó với tình cạnh tranh rất quan trọng trong mọi cấp bộ ngành, mà đặc biệt trong từng công nhân chúng ta. Và vì thế cái công đoàn chúng ta không chỉ là đòi hỏi quyền lợi, mà chính là phải khuyến khích, động viên, tạo mọi điều kiện để mọi người công nhân được học tập, nâng cao tay nghề sau khi hội nhập quốc tế. Đó là vũ khí sắc bén nhất để chúng ta hội nhập quốc tế thành công. Vâng, phải nâng cao tay nghề, đó chính là vũ khí sắc bén nhất để chúng ta vươn tới thành công. Còn thắc mắc gì thêm nữa không ạ? Dạ, tôi cũng rất là cảm ơn Thủ tướng vì Thủ tướng đã đưa ra cái giải pháp để nhằm với mục đích là phát triển chung cái nền kinh tế của xã hội chúng ta trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn Thủ tướng. Xin cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Vâng, và bây giờ chúng tôi tiếp tục mời những thắc mắc của anh chị em công nhân ạ. Hôm nay thì anh chị em công nhân chúng ta đã rất là thoải mái để đặt lên những câu hỏi về những mối quan tâm của mình dành cho vị Thủ tướng đứng đầu chính phủ. Bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho bạn. Bạn giới thiệu về mình để Thủ tướng có thể trả lời câu hỏi của bạn nha. Dạ. Xin thưa Thủ tướng, con tên là Lê Mỹ Linh. Con làm ở công ty Lan Ham, khu công nghiệp Đảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Dạ, con đến dự Tết lao động. Con có xin câu hỏi nhờ Thủ tướng chia sẻ với chị em công nhân, là chị em công nhân luôn muốn có điều kiện để nâng cao tay nghề, đặng tăng mức lương, đặng mình có tiền để mình xoay sở cuộc sống. Nhưng nhà lao động, doanh nghiệp cũng không có quan tâm nhiều để nâng cao
trình độ cho công nhân. Mà mặt khác thì công nhân cũng không có thời gian do làm việc theo dây chuyền. Vậy thưa Thủ tướng có chia sẻ gì để công nhân được yên tâm không ạ? Dạ xin hết, con cảm ơn Thủ tướng. Chia sẻ để anh chị em công nhân yên tâm hơn ạ. Tôi rất đồng ý với bạn ở chỗ này nè. Nâng cao tay nghề, như đây tôi đã nói là một cái vũ khí sắc bén để chúng ta nâng cao năng suất lao động. Năng suất lao động sẽ quyết định thu nhập của chúng ta. Cho nên giới chủ, chính quyền các cấp, mà đặc biệt các cái tỉnh còn nhiều khó khăn như tỉnh Tây Ninh, thì cái chủ trương của công đoàn ở đây, chủ trương của chính quyền ở đây phải là có biện pháp cần thiết để hỗ trợ cho công nhân học tập, nâng cao tay nghề, kể cả dành thời gian học tập, kể cả điều kiện học tập, kể cả những kinh phí cho học tập và những cái công cụ cho học tập, nâng cao tay nghề. Thì chủ trương của nhà nước, chủ trương của công đoàn, chủ trương của giới chủ và kết hợp với nhau để tạo nên một sức mạnh cần thiết trong việc nâng cao tay nghề, tạo điều kiện bồi dưỡng trình độ cho anh em công nhân. Mà nếu giới chủ nào mà quan tâm điều đó, tức là anh có nuôi được một cái nguồn lực quan trọng để phát triển bền vững, mà đó chính là cái điều kiện để anh hội nhập thành công, cạnh tranh lâu dài thành công. Nếu như công nhân năng suất ngày càng thấp thì không những đời sống công nhân thấp mà năng suất lao động của toàn doanh nghiệp cũng thấp. Chính vì vậy giới chủ có quan tâm vấn đề này, công đoàn có quan tâm vấn đề này, và đặc biệt người công nhân cần phải chủ động vấn đề học tập này. Công đoàn phải đấu tranh để anh em nâng cao tay nghề là yêu cầu rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay, để chúng ta có thể hội nhập và thu nhập tốt nhất. Vâng, bên cạnh sự nỗ lực của chính phủ sẽ tạo điều kiện cho anh chị em công nhân, thì chính các anh chị em công nhân phải luôn luôn hướng lên phía trước và nâng cao tay nghề thật vững chắc để có thể cạnh tranh với lực lượng lao động của các nước khác mà chúng ta hội nhập nữa. Một, vâng, và bây giờ là chia sẻ rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Cảm ơn bạn. Xin được mời Phương Hiếu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi. Nãy giờ không biết là chị Ngọc Như có biết là câu hỏi thứ mấy rồi không ạ? Vâng, chắc có lẽ đây là cũng là câu hỏi thứ 9 rồi đó. Chính xác, bây giờ sẽ là câu hỏi thứ 9 gửi cho Thủ tướng ngày hôm nay, xin mời. Dạ, kính thưa Thủ tướng, cháu tên là Hồ Hoàng Trung, hiện là công tác tại công ty Chăn Xin, thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay đến với chương trình này, cháu xin giao lưu với Thủ tướng một câu hỏi. Thưa Thủ tướng, với kinh nghiệm về bản thân, và một người cha, người chú, Thủ tướng có lời khuyên nào dành cho công nhân lao động như chúng cháu không ạ? Xin hết, xin cảm ơn Thủ tướng. Một câu hỏi quá tuyệt vời, xin được mời Thủ tướng chia sẻ. Như là người cha, người chú à, chứ không còn là trên cương vị là một Thủ tướng Chính phủ nữa, mà như là một người thân với anh chị em công nhân. Không biết sẽ có những lời khuyên gì đây, xin mời. Cha ông chúng ta có câu rất nổi tiếng: có công mài sắt, có ngày nên kim. Sự cần cù sẽ quyết định được thành công. Tôi cho rằng muốn thành công, muốn sáng tạo thì phải tâm huyết, chăm chú lao động, ý thức lao động, tay nghề lao động rất quan trọng cho sự thành công. Và một lời khuyên thứ hai cũng từ cha ông chúng ta, đó là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Nếu chúng ta có một nghề nghiệp tốt, từ là người công nhân bình thường đến cái người giám đốc sở, đến người chủ tịch công đoàn, đều có nghề nghiệp tốt, đều rất giỏi trong nghề nghiệp của mình. Cho nên hầu trước đây có công nhân bậc 1, bậc 2, bậc 3, đến bậc 7 á, mà công nhân bậc 7 còn quý hơn cả kỹ sư, kể cả quý hơn cả những cái học vị cao hơn kỹ sư. Cho nên nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Một nghề nghiệp tốt là vũ khí lợi hại để chúng ta vào đời, đó là vũ khí của sự thành công. Cho nên không ngừng học tập rèn luyện cả phẩm chất, đạo đức, tư cách, kỷ luật lao động, mà đặc biệt là nghề nghiệp tốt, chúng ta đã thành công trong mọi trường hợp. Tôi nghĩ như vậy. Và đây chính là lời khuyên xin chuyển tải đến tất cả các anh em công nhân có mặt hôm nay. Vâng, đó là những lời khuyên rất thiết thực. Không biết là với lời khuyên như vậy thì anh có muốn khuyên thêm nữa không? Dạ, xin cảm ơn Thủ tướng đã có lời khuyên với chúng cháu. Dạ, chúc Thủ tướng mạnh khỏe. Vâng, phần trọng ở đây là cớ ạ. Xin cảm ơn anh. Vâng, thưa toàn thể quý vị đại biểu, thưa tất cả anh chị em công nhân, chúng ta vừa có một cuộc giao lưu rất là gần gũi, chân tình cùng với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Chúng ta đã đặt những câu hỏi, những thắc mắc, tâm tư, những trăn trở của tất cả anh chị em công nhân trong cuộc sống, và đặc biệt là có những vấn đề liên quan đến thời cuộc mà anh chị em công nhân là một trong những thành tố rất là quan trọng cùng đóng góp để mà xây dựng kinh tế của đất nước.
Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ nhận được một cái thông tin rất là vui từ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Đặt chính câu hỏi, trả lời rất là gần gũi và giao lưu đến gần Thủ tướng hơn bao giờ hết. Và bây giờ là thông tin vui mà Thủ tướng mang đến cho các anh chị em công nhân ở 8 tỉnh thành trọng điểm công nghiệp phía Nam. Đó chính là sẽ có những chiếc TV để dành tặng cho các khu sinh hoạt công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất mà 8 tỉnh thành các anh chị công nhân đang sinh hoạt, để chúng ta giải trí tinh thần phong phú để sau đó hăng say làm việc hơn, được không ạ? Một tràng tay thật lớn nữa quý vị. Và bây giờ thì Ngọc Như xin mời đại diện của 8 anh chị em công nhân ở 8 tỉnh thành và đại diện cho Liên đoàn Lao động của 8 tỉnh thành, chúng ta sẽ tiến lên sân khấu để nhận phần quà này của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Không biết Thủ tướng có chia sẻ gì ạ? Tôi có 3 ý kiến chia sẻ. Một là hôm nay rất đông công nhân, hàng ngàn công nhân có mặt hôm nay, nhân dịp quốc tế ngày lao động, rất ý nghĩa cái việc tổ chức đó của Công đoàn Việt Nam, của Công đoàn Việt Nam, của công đoàn các địa phương, rất có ý nghĩa và tôi biểu dương đánh giá cao cái tổ chức này của giai cấp công nhân Việt Nam, Công đoàn Trung ương và Liên đoàn Lao động các địa phương. Đặc biệt tôi cảm ơn lãnh đạo các tỉnh, từ Chủ tịch thành phố Đà Nẵng đến lãnh đạo các địa phương, các đoàn thành viên đại biểu Quốc hội, rất vị đông các đồng chí bộ trưởng, thứ trưởng có mặt này để chúng ta cùng đồng hành, cùng hành động để phục vụ lãnh đạo, phục vụ cho các công nhân có bước tiến triển mới về vật chất và tinh thần. Tôi thấy các đồng chí lãnh đạo của các tỉnh đều có mặt ở đây là một cái động viên rất lớn cho giai cấp công nhân chúng ta, và đặc biệt là 8 tỉnh có mặt hôm nay. Vấn đề thứ ba là chúng tôi đều nói, là bữa muốn nói là một là chúng ta cuộc đời có hai phần, phần vật chất và tinh thần. Thì vật chất tôi thấy rất mừng là tiếp tục quan tâm hơn nữa, nhưng mà tinh thần văn hóa vẫn được tiếp tục. Thì hôm nay tôi xin tặng mỗi tỉnh, chính phủ chứ không phải cá nhân tôi đâu, tặng mỗi tỉnh có đông công nhân 3 cái tivi, mỗi lại là 32 inch, để công nhân có thể xem được tập thể trong những giờ nghỉ của mình. Và đặc biệt chúng tôi muốn nói là học tập suốt đời là một vũ khí để mà chúng ta hội nhập. Cho nên xin tặng mỗi đồng chí công nhân có mặt hôm nay một cây bút hồng hà mang từ Hà Nội để các đồng chí nhớ về thủ đô thân yêu của chúng ta. Rất là tuyệt vời đấy quý vị. Và bây giờ đây có lẽ là nhân đây tôi cũng đề nghị với bà con, các công nhân ở đây rất đông. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, sẽ được Bộ Chính trị Trung ương Đảng cử về ứng cử ở tỉnh Đồng Nai. Tất cả chúng ta ủng hộ với Võ Văn Thưởng vào Quốc hội. Một cái bóng tay thật lớn nữa hả? Chúc mừng đồng chí Võ Văn Thưởng với thông tin mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ ngày hôm nay, rất là đặc biệt thưa quý vị. Và bây giờ đây là thời khắc mà đại diện của từng tỉnh sẽ cùng được nhận chiếc TV mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trao tặng cho đại diện từng tỉnh. Đầu tiên mời tỉnh Đồng Nai. Vâng, tỉnh Đồng Nai, một đồng tay thật lớn ạ. Tiếp theo, chúng tôi xin mời tiếp theo đó là thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chúng ta cùng nhau diễn ra một tay thật lớn. Chúc mừng cho các khu sinh hoạt công nhân của thành phố Hồ Chí Minh. Xin chúc mừng ạ. Tiếp theo, xin mời đại diện của tỉnh Bình Dương. Một đồng tay thật lớn, anh chị em công nhân ở Bình Dương đâu rồi ạ? Xin tiếp chúc theo mừng. Chúng tôi xin mời đơn vị tỉnh Bình Phước. Với những chiếc TV này sẽ giúp cho anh chị em công nhân với đời sống tinh thần sẽ được phong phú hơn và cùng tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt công việc của mình. Xin chúc mừng tỉnh Bình Phước. Tiếp theo xin mời đại diện Bà Rịa Vũng Tàu. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn, chúc mừng các anh chị công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất của Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp theo xin mời đại diện tỉnh Tây Ninh ạ. Một tràng pháo tay thật lớn, chúc mừng cho các khu sinh hoạt công nhân của Tây Ninh. Và bây giờ sẽ là đại diện cho tỉnh Long An. Dành những tràng pháo tay thật lớn nữa quý vị và các bạn. Sự quan tâm rất là sâu sắc từ chính phủ dành cho các anh cho công nhân. Tiếp theo xin mời đại diện tỉnh Tiền Giang ạ.
Tiền Giang ơi, một đôi tay thật lớn được không ạ? Và lúc này đây, khi mà được nhận những phần quà từ Thủ tướng Chính phủ thì có lẽ là đại diện anh chị em công nhân ở đây chắc chắn là cũng đang có rất là nhiều cảm xúc đúng không? Có một đại diện nào phát biểu cảm xúc của mình khi mà được Thủ tướng Chính phủ trao tặng? Vâng, xin mời bạn, bạn giới thiệu về mình trước đây. Thủ tướng ở đây ạ. Con kính chào Thủ tướng. Con là Nguyễn Gia Thái, đang làm việc tại công ty cổ phần Tech One Vina, khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai. Thì hôm nay, con cái cảm xúc hôm nay rất là vinh dự. Lần đầu tiên trong đời được đứng gần Thủ tướng thế này. Con xin phép được ôm Thủ tướng một cái ạ. Vâng, rất là tuyệt vời. Rất cảm ơn Thủ tướng đã đến với buổi lễ hôm nay để chúng con, những người công nhân lao động trực tiếp sản xuất, được gặp trực tiếp Thủ tướng và được lắng nghe những tâm tư, tình cảm cũng như sự chia sẻ của Thủ tướng. Con rất là cảm ơn Thủ tướng rất là nhiều ạ. Và Thủ tướng có biết không, riêng với bạn Thái thì bạn có một cái hoàn cảnh cũng khá là khó khăn khi phải vào trong miền Nam này để làm việc, và bạn vượt qua một cái biến cố.